Hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người về bộ đèn GD6650 ở bên phân phối ạ. Thế bây giờ em sẽ mở đèn ra để giới thiệu chi tiết cho mọi người là trong một đèn có những cái gì nhá. Một bộ đèn hoàn chỉnh bên em thì nó sẽ bao gồm là một tấm pin năng lượng mặt trời như này ạ. Tấm pin thì được làm bằng poly có độ bền khoảng từ 10 đến 12 năm nhé. Phía sau tấm pin thì sẽ có ghi rõ thông số kỹ thuật của tấm pin ạ. Bao gồm là công suất của tấm pin này, điện áp đầu ra là 6V và cường độ dòng điện là 3A. Tiếp theo thì nó sẽ bao gồm một cái catalog như thế này ạ. Khung giá đỡ của tấm pin ạ. Giá đỡ của đèn ạ. Đây là chân đèn, ốc vít đi kèm ạ. Và quan trọng nhất thì vẫn là đèn đúng không ạ? Đèn này bên em thì được sản xuất theo công nghệ IP65, chống nước và chống va đập. Đèn thì được làm bằng nhôm đúc nguyên khối và kính cường lực nên độ bền cực kỳ cao mọi người nhé, khoảng từ 8 đến 10 năm đấy ạ. Và tiếp theo đây thì em sẽ mở đèn ra để giới thiệu cho mọi người về chi tiết bên trong đèn nhé. Đây là đèn sau khi em đã tháo ốc vít ạ. Thì bây giờ em sẽ mở ra để giới thiệu chi tiết cho mọi người nhé. Đèn có 100 chip LED FMD siêu sáng ạ. Tiếp đến là pha đèn giúp ánh sáng được tỏa đều xung quanh. Đây là phần pin lưu trữ năng lượng là pin lithium chống chai ạ. Một lần sạc pin thì có thể chiếu sáng liên tục được 10 đến 12 tiếng nhé. Trên đây thì em vừa giới thiệu chi tiết sản phẩm đèn năng lượng mặt trời của bên em ạ. Thì mọi người có nhu cầu thì để lại bình luận. Nhân viên bên em sẽ liên hệ để tư vấn chi tiết cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.